không ạ? Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang cùng với nhóc Quỳnh, mấy anh em Sang thì tranh thủ ăn uống cơm nước xong hết cả, leo đồi sớm nha. Hôm nay thì mình sẽ đi lên trên đồi để mà đi kiếm lan, kiếm núm cùng với nhóc Quỳnh ở trên đây. Tại vì trong cái chuyến đi này Sang có nói với mọi người á, là mình sẽ vào trong rừng để cho mọi người biết về cái công việc trong rừng của nhóc Quỳnh, của gia đình nhóc Quỳnh trong rừng như thế nào. Nhưng mà hổm rài gần cả 5 ngày 6 ngày ở trong đây rồi, mấy anh em Sang thì cũng chưa có đi kiếm được một cái gì trong rừng hết cả, do là cứ đi kiếm con thác đẹp á mọi người. Mà hôm nay thì không đi kiếm thác nữa, nên mình sẽ đổi qua đi kiếm lan, kiếm núm, để cho nhóc Quỳnh nó có cái để mang về nha. Cho Quỳnh có không? Không có luôn hả? Sang với nhóc Quỳnh đang đi kiếm cái núm linh chi. Nó mọc dài theo mấy cây ngã của này nè mọi người, nhưng mà không phải cây nào cũng có nha. Chỉ có những cây giống như là cây lim này kia mới có nhiều đúng không Quỳnh? Tại vì cây đó, cái núm đó gọi là núm lim xanh. Thì Quỳnh nói thử coi cái công việc trong rừng của Quỳnh này là cái gì? Quỳnh đi kiếm cái gì ở trong đây? Công việc của em thì kiếm lan, kiếm núm linh chi. Còn Đích? Đích thì kiếm mật ong. Kiếm mật ong đúng không? Mật ong rừng đúng không? Quỳnh thì nó đi kiếm lan với kiếm núm nha mọi người. Kiếm những cái thứ mà bán được ở trong rừng có giá nhưng mà không có phạm pháp nha. Thì Quỳnh nó lấy, nó mang về dưới nhà nó bán. Thường thì một đợt đi con Quỳnh thì kiếm được nhiều tiền không? Cũng được được thôi đúng không? Do đi mất nhiều thời gian quá mà. Thôi giờ hai anh em đi kiếm, chia ra thành hai đội nha mọi người. Anh Rích với thằng nhóc Giang thì đi kiếm mật ong á, đi kiếm ong trong trong bụng cây. Chứ mùa này thì không có ong khoái hả Quỳnh? Anh Rích thì đi kiếm ong ở trong bụng cây, còn Sang với nhóc Quỳnh sẽ đi kiếm lan, đi leo lan nha. Thôi đi thôi. Cây này vậy mà không có nấm uổng ghê ha. Cây to là to luôn. Cao quá đi cẩn thận nha Quỳnh. Mọi người xem đi kiếm được một cái tay núm hoặc đi lấy được một cụm lan này rất là cực luôn nha. Đường thì rất là dốc luôn, nhưng mà phải đi những cái đường dốc như vậy thì mới còn. Còn những cái đường mà bằng phẳng thì người ta kiếm hết rồi, mình kiếm lại thì cũng không có. Phá Quỳnh. Thôi thì xuống đi tiếp. Nãy giờ Sang với nhóc Quỳnh kiếm chắc hơn 2 tiếng rồi mọi người, cũng chưa thấy tay núm, cũng chưa thấy cụm lan nào hết. Nhưng mà đi đường đồi dốc này thì mệt cực kỳ luôn hả Quỳnh? Ui, cái cục trên kia bự lắm rồi Quỳnh ơi. Cái cục đây chắc 4-5kg luôn ha. Ở trên cái cây to đây mọi người thì nó có một cái cục mũ nha. Mũ cái cây này á, chỗ nhóc Quỳnh người ta gọi là mũ cây chai. Cái cục mũ nó sẽ ra như thế này nè. Ở đây thì Sang với nhóc Quỳnh lượm được vài cục. Cục này thì nó tiết ra từ cái cây chai này. Và cái cục này á là bán được nha, lụm về bán được. Một ký này bao nhiêu tiền Quỳnh? 28.000. 28.000 một ký hả? Dạ. Cái cục này người ta lấy về, người ta nấu nó chảy ra để mà chét lên cái thuyền của mọi người để làm dầu hắt á, cho cái thuyền đừng cái thấm nước vào trong á. Nãy giờ thì nhóc Quỳnh với Sang đi tới đây thì cũng gom được một đống nè mọi người thấy không? Này, đống này thì nãy giờ cũng được khoảng tầm 2-3kg á, nặng lắm. Như đây cũng được cả 100.000 rồi. Nếu mà leo là được lấy cục kia nhiều tiền hả Quỳnh? Dạ. Nhưng mà cây này to quá mọi người xem nè. Chắc là 5-6 ngày hôm không hết luôn. Nên thôi lụm dưới gốc thôi. 7 ngày vừa rồi á, đây là cái thành quả đầu tiên kiếm ra tiền nha mọi người, là được một ít mũ cây chai. Như đây chắc được khoảng tầm 3-4kg gì đó. Thế mang về bán cũng được 100.000 đúng không? Dạ. Ở trong rừng này có nhiều thứ dễ kiếm tiền lắm mọi người. Con này bự. Ở trong rừng này có nhiều thứ để kiếm tiền lắm. Nhổ nhân sâm cũng có tiền. Lấy mũ này về cũng có tiền. Nhưng mà đi xa nó cực thế Quỳnh. Rồi, được mấy ký? Ồ, 4-5kg á. Khá nặng luôn. Như cục đá mà, thôi đi. Bây giờ mấy anh em sang lại tiếp tục đi. Kiếm lan từ sáng tới giờ mọi người thì không thấy được cái lan nào hết cả. Đi tới cái vườn chuối ở đây này, thì anh Rích phát hiện có một cái bắp chuối rừng nha. Bây giờ thì mấy anh em sang chặt cái bắp chuối rừng này, kiếm chỗ đó ngồi, nào đó ngồi nướng. Đây mọi người xem cái bắp chuối này. To đã kìa. Giờ kiếm cái chỗ nào ngồi nướng ăn trưa nha. Nướng bắp chuối ăn trưa. Xong lại tiếp tục đi kiếm tới chiều rồi mới quay về trời. Một bắp. Sớm tới giờ luôn mọi người. Đây là cái những tay núm đầu tiên mà Sang với nhóc Quỳnh kiếm được nha mọi người. Quỳnh đi vô rừng này thì kiếm mấy loại núm? Hai loại núm. Núm gì vậy? Núm gì? Núm đỏ với núm vàng. Núm đỏ với núm vàng đúng không? Núm đỏ người ta gọi là núm lim xanh đó mọi người. Còn núm vàng thì Sang cũng không biết gọi nó là
gọi tên nó là cái gì, nhưng mà nhóc Quỳnh bảo là hái mang về bán được nha. Màu sắc và hình dạng nó như thế này. Cái này bán được bao nhiêu một ký Quỳnh? 80.000 một ký. 80.000 hả? Thôi, đây này, đây là một tay Quỳnh nó bẻ này, còn đây là cái chỗ nó mọc nha. Cây nó mọc thì như thế này. Ui, có tay bự ghê, bẻ đi. Bẻ đi, tranh thủ đi mưa. Từ sáng tới giờ mới kiếm được. Đây một tay này, đây. Cái này phải không? Phải. Đây. Đây này, đây tay của nó này. Đấy. Cứ một ký là 80.000 nha. Thì nó mọc đầy luôn này. Đây. Cái này là đúng của nó hết đúng không? Dạ. Bẻ thôi. Cứ bẻ như vậy nha. Đó. Cây nấm này cũng khá nặng mọi người. Kiếm được khoảng 20-30 cái chỗ như vậy là chuyến này đi đâu uổng phải không Quỳnh? Dạ. Cái tay này bự từ từ. Đây này, một tay của nó là như thế này nha mọi người, giống như là hình hình cái lỗ tai của con gấu vậy đó. Cái này thì sao không biết là tác dụng là như vậy, nhưng mà người ta mua nha. Bẻ hết thôi. Một gốc cây thì nhóc Quỳnh hái được bao nhiêu đây nha mọi người? Chắc được khoảng 1,5 kg vậy đó. 2 kg. Thôi bỏ vô ba lô. Sáng giờ thì được ít chai với lại ít mũ cây với lại ít nấm. Giờ bỏ vô xong tiếp tục đi tiếp. Đầy luôn chứ. Đầy luôn cái ba lô nhỏ. Nặng không? Rồi, đưa chai nước anh cầm nè. Cột lên đi tiếp thôi. Sáng giờ thì mấy anh em sẽ đi dọc trên đồi, mà đi trên đồi mệt quá nên xuống suối đi nha. Giờ thì mình đi dọc bờ suối thôi. Đây là toàn bộ thành quả mà từ sáng tới giờ Sang với nhóc Quỳnh đi kiếm được cho mọi người. Thì được ở đây chỉ có một ít nấm dẻ linh chi vàng này, với lại một ít cái mũ cái chai. Bao nhiêu đây thôi? Có buồn không Quỳnh? Không buồn mấy đúng không? Tại vì còn ngày mai, ngày mốt nữa ha. Còn mấy ngày nữa, cố gắng là mấy ngày tới sẽ kiếm được nhiều hơn nha. Rồi tối hôm nay thì nhóc Quỳnh nó rủ Sang là đi dọc theo bờ suối để đi câu cá. Thôi đi Quỳnh ơi, thích đi trước rồi. Để đi câu cá đêm nha mọi người. Thật ra hổm đài đi vào rừng này á thì chưa có bữa nào mình nghỉ phải không Quỳnh? Bữa nào mình cũng đi xôi, đi cắm câu này kia hết. Rồi tối hôm nay thì do đi kiếm mệt quá, từ sáng tới chiều rồi. Cũng không có đi xôi được nên mấy anh em Sang quyết định là rủ nhau là mình đi câu cá nha. Xuống cái hục ở dưới kia, ngồi dưới đó. Câu cá kiếm một cái bữa ăn cho tối ngày hôm nay. Tại vì tối nay thì chưa có cái gì để nấu ăn hết cả. Thăm cái đú thì cái đú ban ngày thì không có. Thôi giờ đi thôi. Ôi, anh câu trước. Nhan câu bên đó hả? Ê. Sang câu ngay đây nha. Tối nay thì mấy anh em Sang đi câu cá thôi. Anh thích thì câu trong kia. Ui dính hả? Ui, ui mới bỏ mà. Đem đâu đây văng. Ui nhanh thật luôn mọi người. Văng nó mới bỏ một tí xíu thôi mọi người. Mà dính đây một con cá lăng này. Gỡ đi Quỳnh. Ui đã ghê. Sang tính nói là Quỳnh bỏ cần ra. À giờ văng nó dính đây một con này. Gỡ luôn. Đã. Móc từ ngoài móc vô gì vậy? Rồi cho vô bao luôn. Không có gì đựng nên lấy cái bao luôn. Cái chỗ đó cá nhiều à. Bỏ sâu xuống Quỳnh. Vậy là cái hụt chỗ này nhiều cá nè ha. Văng nó mới bỏ tí xíu mà người dính một con nè. Cá lăng thì nó ăn đêm nha. Ngồi xuống Quỳnh.
Nên câu đêm này thì hy vọng mình sẽ dính nhiều cá. Thôi em tắt đèn này, tại vì câu đêm phải tắt đèn. Đây 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 cho anh. Một con nữa mọi người. Gỡ luôn. Mọi người thấy con cá lăng nhiều ghê không? Dính nó hả rít? Dính không? Cá chạch hả? Ui dính một con nữa. Ui mọi người thấy cá trong rừng nhiều ghê không? Cần bỏ xuống là ăn, cần bỏ xuống là ăn nha. Rồi cho vô bao luôn. Ui cá chạch bự kìa. Con này thì không bự bằng con của Văn. Rồi đẩy mạnh lên. Rồi cho vô luôn. Sang không kịp quay luôn. Ui à, mọi người xem con cá chạch của Arix câu được kìa. Ui to ghê luôn. Không có dao rồi sao mà. À, vào rừng này mà sướng nhất là cảm giác đi câu cá đêm nha mọi người. Mọi người thấy không? Vừa mới bỏ xuống xíu là ăn, bỏ xuống xíu là ăn à. Tắt đèn cái là ăn liền. À, câu nãy giờ chưa được 2 phút nữa ha Trăng. Mà dính ra được 3 con rồi. À, một con cá chạch với 2 con cá lăng. Rồi đưa cái bao qua cho nít đi. Lát bỏ nó xuống nước nha, để không nó chết á. À. Phải giữ lại cái cần nha mọi người, không nó kéo đi mất. Cá nhiều thật chứ. Còn cá mình ơi. Từ từ cho nó ra. Nó quấn à. Cá bự á. Xuống rồi. Ôi lên này. Ôi một con cá chạch nữa. Nước được không? Nước sâu lắm. Cái loại cá chạch này ăn là nuốt lưỡi. Mọi người thấy câu cá trong rừng đã không? Cứ bỏ xuống là ăn nha. Ăn mà được gọi là ăn lia lịa luôn á. Hết người này giật tới người kia giật á. Vậy có khi còn ngon hơn cắm hả Rích? Ngồi câu nguyên một đêm chắc là nhiều lắm luôn á. Tôi để sang gỡ con cá này đó. Giật. Cá chạch nữa. Ui đưa đây cho mượn con này bự này. Ui mọi người xem thấy cá trong rừng nhiều ghê không? À, nhóc Văn nó mới bỏ xuống thôi, nó gỡ của sang xong nó bỏ xuống là dính đây được một con cá chạch nữa nha. Và cá chạch trong rừng bự ha. Cái hụt chỗ này là cá bự ghê. Quỳnh nãy giờ chưa dính con nào đúng không? Dạ. Anh là được 2 con rồi, Văn cũng 2 con. Anh rít 1 con. Ăn hả? Dứt. Cá chạch nó ăn im á, dính rồi đi Quỳnh, dứt đi. Ui, cá chút bò. Ai cũng câu được cá bự hết, riêng Quỳnh nó câu được một con cá mọi người xem này. À, cá chút bò nha, rồi gỡ đi. Rồi, tới sang câu nữa nha. Câu cá trong rừng thì phải câu sát đáy, câu cá đêm chứ. Đấy, để sát đáy như thế này nè. Rồi, giờ chờ đợi. Cá chạch nữa. Rồi gỡ lên. Ui, sảy luôn. Văn vừa mới xảy một con nha mọi người. Rồi đèn quá nên nó cũng không ăn ha. À, câu cá đêm ở trong rừng á thì vui lắm nha mọi người. Khi mà mình bỏ cần xuống sông á thì mình phải tắt đèn đi. Đợi khi nào mà con cá nó ăn thì mới giật lên nha. Nhóc Văn thì đang móc mồi. Chứ không là hồi tắt hết là tới thui à. Cái cách cảm nhận á thì mình sẽ để cái ngón chân lên cái cần câu của mình nha. Khi nào mà thấy cái cần câu nhúc nhích á thì mình giật. Chứ câu cá đêm này thì không nhìn thấy gì đâu. Đấy. Rồi, Văn cũng xong rồi, giờ tắt đèn đi chờ đợi thôi. Khi mà tắt đèn đi hết là cá ăn liền. Đấy, giờ mình chờ đợi nha. Dính luôn à. Cá chạch á. Ăn à. Còn dính không, đưa ra cho anh. Đưa gần đây. Chắc phải xuống rồi. Có cái bụi cây ở dưới á mọi người. Cá nó ăn xong rồi nó. Đấy. Phải gỡ từ từ lên nha.
Còn nãy giờ quỳnh câu hai con nhỏ xíu. Đeo vô kia gọi đi, để nó sảy. Nó quấn này mọi người cứ dở từ từ lên là nó ra. À, nãy giờ câu cá thì ai có thời gian câu chứ anh Rích là không có nha mọi người. Tại vì anh Rích phải bận gỡ cá cho Sang với lại cho mấy đứa. Tại vì cá trạch khi nó ăn á, thì nó nuốt lưỡi. Đây mọi người xem thành quả này. Nãy giờ câu chắc chưa được khoảng tầm 10 phút nữa mà được chắc hơn 1 ký cá rồi nha. Cá cứ bỏ xuống là nó ăn, nó bỏ xuống là nó ăn à. Để cứ cho nó vô đây nè. Rút lại. Mày cái túi rồi về hả anh Rích? Cá trạch nhiều thật luôn á. Mấy đứa bị đứt lưỡi câu hết. Hú, cá trạch bự. Giang nãy giờ mấy con rồi? Nhóc Giang nãy giờ nó câu được quá trời cá trạch bự luôn mọi người. Nhiều thật ha. Cứ bỏ xuống mỗi tầm 1 phút 2 phút là nó ăn, 1 phút 2 phút là nó ăn hả mọi người. Không cần phải đợi lâu đâu. Mà con này là cá trạch gai nha, nó đầm đào lắm. Nãy giờ cái túi kia là mười mấy con rồi. Toàn là cá trạch bự bự không. Cần của Sang nãy giờ thì không ăn. Câu sát đá nè. Đấy, câu xa xa rồi đó. Ôi, chờ đợi đó. Ui, nhìn cá. Hai con chốc bò. Sao dính được con cá chốc bò. Giang cũng dính được con chốc bò luôn. Ngồi chỗ này thì khó đi lại nên Quỳnh nó gỡ cá cho Sang nha. Ôi, chốc bò nhiều ghê. Rồi Quỳnh. Rồi, tiếp tục câu tiếp. Cần Quỳnh ăn kìa, chắc dính chốc bò nữa rồi. Cứ bỏ gần gần đây thôi, không cần bỏ xa đâu. Cứ sát với lại cái bờ rác này á, thì nó có nhiều nha. À, cái này bữa nào mình đào một hũ trùng thiệt bự luôn ha. Dạ. Sau mà mang vô suối này mình câu cho nó đã mọi người. Tại vì cá trong suối thì có rất là nhiều, nhưng mà ở trong rừng thì không có trùng nha. Rất là ít trùng luôn. Sang với mấy đứa mới câu một cái tí xíu, chắc khoảng tầm 20 phút thôi. Thì mang cá chốc bọ lên ăn hết trùng, phá sạch mồi luôn nên mấy anh em cũng không còn cái gì để không còn trùng để câu. Nên thôi mình quay về chòi nha. Ở đây thì thành quả mọi người thấy không? Đây, cá lăng này, cá trạch này. Đây, cá trạch mọi người thấy không? Con to ghê không? Mấy con là mà ú ha. Dạ. 6-7 con cá trạch gì đó với lại hàng cá lăng, một đống chốc bò luôn. Không có chốc bò mình câu được nhiều ha. Chốc bò thì nó phá mồi quá. Nếu mà cái này mà có thật nhiều trùng á, vô đây ngồi câu một đêm á, chắc là Sang nghĩ là nhiều lắm. Nhưng mà do trong rừng thì không có trùng đâu. Đào trùng thì rất là cực luôn. Cá khi nãy mình câu được á thì Sang vừa mới mần sạch sẽ xong, thăm cái mấy cái bãi cá thì dính được vài con cá lồng tông nhỏ nữa, nên giờ thì mấy anh em Sang bắt một cái bếp lên nha, mình sẽ làm món cá kho tối nay thì bạn chưa đi vô luôn, làm món cá kho để tối nay ăn cơm nha. Ui quá trời luôn ha, đi câu một xíu thôi mọi người là cả một nồi cá đây này. Xào cho đỡ tanh nha, xong mình đem kho. Mọi người xem cái đống lá cây dưới này nè, mọi người biết là tổ của con gì hay không? Ở đây là tổ của con heo rừng nha, một cái tổ rất là to. Cái này thì nó đẻ, nó đi rồi. Còn cái tổ thì Quỳnh đi lên thử coi. Có đúng không? Đó, mọi người thấy nó làm tổ không? Đấy, rất là công phu luôn nha. Nó đẻ con thì nó sẽ làm một cái đống lá cây thật là to này, có đường đi vào. Nhưng mà khi mà nó đẻ xong thì nó lấp lại hết luôn, còn lại đống lá cây thôi. Nó đào xuống đất xuống dưới luôn hả Quỳnh? Nó đào một cái lỗ đất xuống dưới luôn nha. Đi.
Kiếm được lan là vui không Quỳnh? Sáng hôm nay thì Sang với Nhóc Quỳnh với Rích, mấy anh em Sang thì đi vào rừng rất là sớm luôn mọi người, để mà cố gắng hôm nay sẽ kiếm được thật nhiều núm cũng như thật nhiều lan cho chuyến đi này về của Nhóc Quỳnh nha. Tại vì gạo mà mấy anh em sẽ mang theo cũng sắp hết rồi, thời gian ở trong rừng thì cũng không còn nhiều nên cố gắng. Sáng hôm nay thì vừa mới đi một xíu thôi thì mấy anh em phát hiện là trên cái cây to ở đây này có một cái chùm lan thủy tiên nha mọi người. Nó nằm ở trên đây này, cao lắm Sang thì không thấy được. Muốn trên đây này, giờ thì anh Rích sẽ chuẩn bị đồ đạc để leo lên. Đấy. Leo cây to thì phải sử dụng đinh mới leo lên được nha. Còn cây nhỏ thì mình leo đúng không? Cây nhỏ thì không cần phải tốn đinh, dùng tay mình leo lên. Đấy, giờ thì anh Rích sẽ leo lấy cái cây lan này. Ôi lên tên ơi, cái cây ở chùm lan này ở mọi người thì cũng không cao lắm, nên Rích mới đóng khoảng tầm 5 phút thôi đã leo lên được tới nơi rồi nha. Giờ thì anh Rích sẽ bắt đầu là leo ra nhánh để bẻ chùm lan này. Anh Rích bảo là trên cây này có 3 chùm, hy vọng là sẽ được nhiều nha, cái chuyến đi của Nhóc Quỳnh này nó thành công. Cây này thì nó không to, nó không cao nhưng mà nó rất là to luôn. Nãy giờ có gì nữa không nha? Không. Giang với Quỳnh thì nãy giờ đi vòng vòng ở đây để kiếm thêm là có lan nữa hay không. Hôm nay thì mấy anh em Sang sẽ cố gắng là kiếm thật nhiều mà. Đã xuống rồi. Ở chùm này chắc 5kg luôn quá.
Quá bự luôn. Lượm mấy đứa. Ui, mọi người xem cái chùm lan đít vừa mới hái này. Quá to luôn. Quỳnh cầm lấy Quỳnh. Chùm này chắc 5-6 kg luôn ha. Ông bắt hai chùm luôn, hai chùm luôn, chùm trong nữa. Thôi để cái chừng nó gãy. Rồi đem ra ngoài luôn. Hai chùm bự. Bốn chùm rồi đúng không? Bốn chùm bự luôn. Một chùm bự với ba chùm nhỏ. Đấy. Rồi, anh Đích cũng đã xuống đất an toàn rồi nha. Sau một cây, thành quả là được bao nhiêu đây nha mọi người? Được 5-6 kg lan gì đó. Giờ là phải tỉa đi bớt ha. Cái nào nó chết đi mình tỉa xong rồi mình bó lại mới mang về được nha. Chứ cái chùm này nặng lắm. Đây, mọi người xem lá của nó nè. Sang thì không rành gì lan nhưng mà thấy cái chùm lan này cũng khá đẹp, nó thơm lắm luôn á. Cái mùi thơm lắm. Cái này lúc nó ra bông nó ra màu gì anh Rích? Màu trắng. Màu trắng hả? Ôi mọi người xem chùm lan này. To ghê. Lá là tốt không ha? Lá nó to hơn cả bàn tay. Bây giờ anh Đức sẽ tỉa bớt lại nha. Chứ mang về thì mang không hết nổi đâu. Rồi, Quỳnh dơ lên cái nặng không? Mấy ký? 5-6 ký luôn hả? Quá trời là nhiều luôn. Một cây thôi mọi người. Bỏ lan to nha. Thôi, đi tiếp. Cái con ve này nhỏ nhỏ mà nó kêu ghê thật chứ. Hơi bị ồn luôn. Nấm hả? Nhiều không? À, hôm nay kiểu như trúng mánh hay sao mọi người? Mới kiếm được một ít lan, giờ thì đi qua đây Quỳnh lại kiếm được ít nấm nữa. Nấm gì đâu? Nấm gà. Giờ bẻ nấm luôn. Nấm thì thường nó sẽ mọc ở trên những cái cây khô nha, những cái chết á. Thì sẽ mọc ở trên đó. Đây hả? Dạ. Rồi bẻ đi. Ui, xem một tay nấm này. Đấy. Đây luôn. Quá trời luôn. Ui, trời ơi, văng quá trời luôn kìa. Nó mọc đầy cây vô văng luôn. Này nó bự lắm nè. Đâu? Wow. Mình xem tay nấm này nè. To kìa. Đấy. Tiền không đó? 3 kg không Quỳnh? Hơn 3 kg luôn ha. Một cây này nó mọc nhiều lắm. Rồi đi tiếp. Rồi hết luôn chưa? Wow Quỳnh. Nhóc Quỳnh thì vừa mới lụm đây được một cục mũ chai rồi mọi người. Cái cục mũ mà ngày hôm qua mình lụm ấy. Đây mọi người xem đi. Đã ghê không? Cục này chắc là 7-8 kg luôn. Ui, một đống luôn. Như đây chắc mười mấy kg luôn á. Cái này thì nặng quá nên mấy anh em sang có lẽ là để đây nha. Giấu đây ha. Dạ. Đến ngày đi về á, là mình tới đây rồi mình đóng gói là mình bỏ vô bao là mình mang về thôi. Chứ không mình mang đi. Như đây nặng lắm. Đấy, rồi tiếp tục. Trên cây đây, cây nó đây. Cây nó còn nhiều. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đống chai này thì ngay trên đường mấy anh em sang về á, nên cũng không còn mang về chòi nha. Cứ giấu ở đây thôi, tới ngày về thì bỏ nó vô bao và dắt về. Như đây chắc mười mấy 20 kg á. Cục này thì nó nặng lắm, như cục đá vậy mà. Để đây chắc không mất đâu ha. Dạ. Cứ để đây thôi. Chờ đi.
nhóc Quỳnh đã về tới chòi rồi nha mọi người. Thành quả của ngày hôm nay mình kiếm được á, rất là thành công luôn, được ở đây rất nhiều lan cũng như rất là nhiều nấm. Về tới chòi thì dọn dẹp cái bãi đất trống phía bên đây này mọi người, để chuẩn bị làm một cái giàn sấy cá nha. Tối nay thì mấy anh em Sang sẽ đi cắm câu cũng như đi giăng lưới, cố gắng kiếm thật nhiều cá để ngày mai mình trở về nha. Kết thúc chuyến đi tại đây, tại vì ngày hôm nay đi vào trong đây cùng với nhóc Quỳnh á, cũng đã là ngày thứ 8, thứ 9 gì Sang ở trong rừng rồi. Và 8 chín ngày vừa qua thì Sang cũng đã cho mọi người biết về cái công việc, cái cuộc sống của nhóc Quỳnh trong rừng như thế nào. Với lại là điện thoại Sang thì cũng đã gần sắp hết pin rồi, cũng không thể nào quay tiếp được cho mọi người xem. Và cái chặng đường đi vào trong đây thì đi mất hết 6 ngày mới vào tới, còn đi ra thì có lẽ là phải mất 3 đến 4 ngày. Nên hôm nay mặc dù là chuyến đi này kết thúc tại đây, nhưng mà Sang vẫn còn một chuyến hành trình đi về rất là xa luôn. Đi vào rừng có tiền mang về nhưng mà không có cá thì vẫn chưa có đầy đủ cho mọi người. Nên mấy anh em Sang làm cả một cái sạp cá to đây này, để tối nay thì mình sẽ làm cá gác bếp ở trên đây. Cá trong rừng thì không có thiếu nha, chủ yếu là mình có bắt được nó hay không thôi. Hôm nay thì mấy anh em Sang sẽ tối nay này sẽ làm rất nhiều cách khác nhau để bắt nó, nào là cắm câu, giăng lưới, nói chung là cách nào bắt được cá là bắt hết, phải không nha? Dạ. Để mà mình gác chừng nào mà đầy cái sạp to này thôi, để mang về về nhà ăn nữa. Bây giờ thì mấy anh em Sang đi thôi. Cố gắng là kiếm từ giờ tới tối đủ đầy một cái sạp cá để mai sấy đem về thôi. Đấy, lưới trong rừng thì giăng là dính liền mà. Điện thoại Sang thì cũng không còn nhiều pin, cũng không biết đủ quay cho mọi người xem hay không. Sang quay tới đoạn này thì Sang quay thôi. Đi dọc xuống hố to nha. Dạ. Mấy anh em Sang sẽ giăng lưới dưới đó. Quá trời luôn. Nếu nãy biết nhiều cá vậy anh cũng cầm điện thoại theo quay. Mọi người xem cái tay lưới của mấy đứa nhóc nó giăng này, giăng chắc chưa được 2 tiếng đâu. Mọi người thấy không? Cá nó dính gần như là cái mắt lưới này cũng dính hết cả. Mấy đứa nó gõ hai tay thì được bao nhiêu đây nha. Cái một đống đây này. Con này thì con cá lóc. Cái con này là cái cần câu mà tối qua mình đi câu á. Hai con này này là tối qua đi đi câu xong rồi sang giục lại cần câu ở cặp bờ suối á, móc cái con nhái giục lại bờ suối á, thì nó dính được hai con. Hai cần dính được hai con nha. Mọi người xem con này đã ghê không? Cá lóc này gọi là cá lóc gì anh Rích? Lóc bông à? Nhìn nó khá là đẹp luôn mọi người, cá lóc rừng ấy. Cái viền nó đây này có màu đỏ đỏ nha, nó chưa lớn hết cỡ đâu, có con to lắm. Đây, đấy một đống luôn, một đống cá luôn, quá trời cá luôn nè. Giờ thì cá này có lẽ là không gắt bếp nha, mà mấy anh em Sang quyết định là sẽ nấu ăn hết cái số cá này luôn nha. Tối nay mình về luôn. Sang định là sáng gác bếp số cá này, xong sáng mai bắt đầu đi về. Nhưng mà Sang cũng như anh Rích cũng như mấy đứa ai cũng nhớ nhà hết cả, nên thôi tối nay cái số cá này mình sẽ làm một cái bữa ăn thật ngon, xong đêm nay Sang về luôn chứ không ở đây nữa, khá là nhớ nhà rồi. Bây giờ phụ mấy đứa gỡ cá rồi mình cá lóc này nướng nha anh Rích, cá lóc này nướng, còn cá kia một số chiên, một số nấu canh chua nha, làm 3-4 món ăn một bữa tiệc cho đã luôn. Rồi chuẩn bị ăn cơm. Ngày vào á thì cũng rất vui mọi người, còn ngày hôm nay là ngày về á thì cũng mừng không kém luôn, do là Sang với mấy anh em Sang á nhớ nhà quá rồi. Đây là sâu cá mà Rích vừa mới nướng xong, giờ có lẽ là mấy anh em Sang sẽ bắt đầu là ăn tiệc nha, ăn buổi tiệc chia tay cái khu rừng này để mình chuẩn bị đi về. Ở đây trên bàn thì mọi người xem này, cá bên đây nhóc văn nó chiên, còn bên đây thì Sang nấu canh chua, còn Rích thì nướng con cá lóc bự với lại là một ít con cá trắng nhỏ. Đây mọi người xem cá lóc bự đây nè, và ngươm luôn nha. Thôi giờ ăn đi, ăn đi rồi chuẩn bị đi về, về buổi tối luôn. Rồi đồ đạc xong hết chưa? Giờ thì mấy anh em Sang sẽ khởi hành để đi về nha mọi người. Khi nào về tới nhà sẽ có video đăng lên cho mọi người xem. Do là Sang định là ở sáng nay mới về nhưng mà nhớ nhà quá rồi, nên mình về trong đêm luôn nha. Hy vọng là sẽ về nhà sớm nhất để có thể đăng video lên cho mọi người xem nha. Thôi giờ Sang về nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.